tay con rõ. Điểm chậm nó ngã là sức nuôi. Đi qua đấy ngày chiều trong khi kia đường không còn gì cái ngã đấy. Chú làm một cái thuyền đi xuống đấy nó còn lủi lủi. Cá đã thiết cái vùng có một tí này là năm bằng được. Học một đấy. Đánh nhà. Đơn nhà thằng Tuấn liu. Thì còn cá học được. Thì mua đắt lại bán rẻ luôn. Này là giàu cho Tuấn không? Ừ. Cái chồng nạm mạnh con bé nó cũng chồng nó cũng ôi trời ơi, con này to mấy gì cơ. Không, ta thấy nó bán nhiều mà. Đúng rồi, vợ con những chí chí này này cũng 30.000 này lạ cá đúng. Rồi rồi, mình chí đi. Cái ngà rồi. Chí đi thôi. Cái ngà nó bảo mấy người mình xuống mình khênh hột đào mấy. Để khênh cái gì cái hoàng tôn lên được. Nó lửa cơ mà. Nó lửa cơ mà. Nhưng cũng ra tiền đấy. Nhưng mà thì thả món thằng Nhất là thả tối nhà nó gần sông nó có lợi nó thả xong rồi. Nhưng mỗi ngày nó được 300-400 đấy. Thằng Tuấn nó bình thường một tháng mà có 3 con nước thì nó phải kiếm tầm 5-7 triệu. Nó phụ cá từ đầu riêng, từ lúc hết bèo đến lúc hết bể nó được 50 triệu. Ở đây thằng Việt ít nó hay về. Cháu mới kia về, kẻ không biết nó học nó mất nhiều tiền, con nhà này mất nhiều. Và nó chơi với con Hùng Nguyên, nó đi sang bên Nhật Bản. À thế hả? Mới kia hôm qua đi. Thằng trai đứa gái? Con gái. À đứa gái, con nhà nó cũng đúng. Dù ấy thì rốt thì mới về thế. Dù ấy thì ta học ở trong Hà Lan này luôn. Tốn lắm, con nhiều quân đi chết 500 tiền điện, đông vào hỏi và 500 tiền điện mới nhỉ triệu mấy tiền nhà một mình đâu là 500 tầm 40 triệu với hơn 40 triệu một lần nộp lần đầu tiên. Thế là học đầu năm đấy. Con nhà này thì mười mấy triệu tiền học phí, tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn cũng chết được mà không biết là mấy. Hai lần là em trực tiếp là hai lần hết gần 90, không biết là năm ngoái nhập học 40 triệu năm nay.